thì chị Linh Nhi kể cho các em nghe một câu chuyện cách đây tầm khoảng là 15 ngày trước. Cũng tại căn phòng này, chị Linh Nhi cũng bận bộ đồ này luôn. Và lúc đó là chị đang ngồi ở đây cầm chiếc điện thoại và chị bắt đầu lướt Facebook. Chị xem một hồi thì chị thấy có một cái thông tin, đó chính là bóng bay cá mập bằng khí helen. Chị thấy trò này rất là hay luôn. Đó là một quyển một con cá mập rất là bự là và nó có thể là bay lên trời, và mình có thể là sử dụng cái điều khiển, cái remote, và điều khiển nó bay qua trái hoặc là bay qua phải. Thì lúc đó chị chờ có một ý nghĩ đến là mua cái đó về và khoe với anh Công Nguyên, tại vì thế nào anh Công Nguyên cũng ganh tị với chị mà xem. Nhưng mà chị thấy là trên cái trang này bán mắc quá, nó 900 ngàn một con rồi các em ạ. Và chị chợt nghĩ ra, à hay là mình thử vào ứng dụng Shopee để đặt xem. À, để chị tìm xem cá mập bay. Wow, có rất là nhiều chỗ bán cá mập bay luôn các em ạ. Và chị thấy có một chỗ bán cá mập bay quốc tế các em ạ. Chị nghĩ rằng quốc tế là sẽ là tốt hơn Việt Nam, phải vậy không ta? Mà giá của nó đang được giảm giá nữa, 300 mấy giảm giá chỉ còn 210 ngàn đồng với các em. Chị bấm vào thử nha. Thì chị cảm thấy rằng ở đây người ta bình luận là 5 sao, 3 sao chắc cũng được các em ha. Chị thử đặt thử nha. Thì chị thấy rằng nếu mà ship từ quốc tế về, thời gian ở đây á dao động từ 11 cho đến là 13 ngày. Và phí vận chuyển của nó là 40.000 các em ạ. À đúng rồi, chị quên nữa, Shopee cái chương trình là giảm giá nên là sẽ được miễn phí ship đó các em. Wow, đúng như vậy luôn, giá chỉ còn 210.000 và miễn phí ship. Bây giờ chị sẽ hoàn tất đơn hàng nha. Chị chờ xem từ 11 cho đến 13 ngày sau là chị sẽ nhận được đơn hàng. Nhưng mà kết quả chỉ cần tới 7 ngày sau là người ta giao hàng cho chị rồi các em ạ. Và bưu phẩm là ở đây nè, chị đã nhận được rồi. Đó, đó là câu chuyện của 15 ngày trước đó các em. Đây là bưu phẩm từ nước ngoài ship về. À, bây giờ chị Linh Nhi sẽ view tận cảnh cho các em xem nha. Đây là thông tin đơn hàng giao của chị. Đó, đây là cửa hàng tại Shopee. Và địa chỉ giao là từ người gửi đó các em. Đó là ở Trung Quốc, thành phố Giang Đông. Chị Linh Nhi đọc là vậy, tại vì chị biết cái thành phố đó thôi, chứ còn cái tiếng này thì chị Linh Nhi không biết. Tang Su đó là cái chỗ nào chị Linh Nhi cũng không biết luôn. Và ghi chú đơn hàng là không được mở. Tên sản phẩm là đồ chơi cá mập bay điều khiển từ xa, chất lượng cao. Và giá thu hộ là 210.000 đồng, đã miễn phí ship. Đây là thông tin của chị, tên Linh Nhi, đây là địa chỉ của chị. Và bây giờ chị Linh Nhi sẽ mở ra cho các em xem nha. Xem là người ta bưu phẩm nước ngoài có gửi đúng cái đơn hàng mà chị Linh Nhi đã đặt hay không nhé. Bưu phẩm nước ngoài thì chị Linh Nhi cũng thấy bình thường. Ở đây chỉ có dán một cái phần băng keo màu vàng thôi các em. Còn này là cái miếng mà băng keo xé. Đó, cần xé cái là tắt luôn. Sao bưu phẩm nước ngoài nó sơ sài quá hả? Đây, ở bên trong còn được dán giấy da cá nè các em. Miếng xốp da cá để phòng ngừa mà lỡ mà có va đập khi vận chuyển đó các em. Wow, đây là cá mập bay. Ồ, mà trên đây điên hình nó để hai con luôn, một con cá mập và một con cá hề. Không biết là bên trong của mình là một con cá mập hay con cá hề nhỉ? Sao mà hoang mang quá. Đây các em, ở trên đây còn ghi là Made in China nữa nè. Còn phía trước đó là ghi là con cá hề. Trời, có khi nào chị Linh Nhi bị lừa không ta? Rồi, xong phim các em ơi. Cái này là con cá hề rồi, không phải là con cá mập đâu. Chị Linh Nhi thấy màu cam là nghi rồi. Ở đây là có một cái hình như là cái trục. Cái trục này là bên trong của con cá. Còn cái này là cái gì ta? Cái này giống như là cái bộ phận cái đuôi á, để vẫy. Chị Linh Nhi đoán là thế. Một cái bộ điều khiển. Ở đây có một miếng xi gum là cái gì nhỉ? Rồi các em ơi,
cuối cùng là người ta gửi cho chị con cá hề chứ không phải là con cá mập. Lừa đảo quá, lừa đảo quá, bưu phẩm quốc tế lừa đảo các em ạ. Các em ơi, chưa biết chất lượng như thế nào mà chưa gì chị Linh Nhi thấy là bị lừa rồi đó, trá hàng rồi đó. Chị Linh Nhi đặt con cá mập baby shark mà cuối cùng gửi về con cá hề màu cam lè luôn. Ôi thật là không thể nào mà tin tưởng bưu phẩm nước ngoài. Trên đây thì người ta cho thêm một cái bộ phận gì đây, dây nhựa gì đó chị cũng không biết nữa. Có một cái cục gì như cục gươm các em ạ. Mà chị Linh Nhi nghe nói là con cá mập này muốn bay á, bây giờ đổi ra đi, không cá mập nữa mà là cá hề. Khi con cá mập, con cá hề này muốn bay, con cá hề này muốn bay là phải dùng có khí heli. Mà trong đây không có khí heli hay là mình đốt cái cục này mất tạo ra khí heli các em. Chị Linh Nhi đoán là vậy, không biết là chị Linh Nhi có đúng hay không. Còn ở đây người ta cho mình cái gì nữa nè, không biết nữa. Trời ơi quá trời luôn, giống như là những cái miếng đề ca đó các em, quá trời luôn nè. Mà không biết là sử dụng sao đây. Sao chị Linh Nhi hoang mang quá vậy, tự nhiên tưởng là mua xong rồi chơi luôn. Ở đây nó có hai cái gì nữa nè, nhìn hai cái cánh nha các em. À cái đuôi, cái này là cái đuôi. À chị Nhi đoán vậy, cái đuôi hay cái vây gì đó. Trời ơi các em ơi, một bản củ âm chân kinh luôn nè, các thao tác mà để lắp ráp hình con cá. Trời ơi cái này chị Linh Nhi chắc lắp cả tháng chắc chưa xong luôn quá à. Nhiều quá à, sao nhiều chi tiết vậy, sao biết lắp được. Trời ơi một bản thông tin như vậy sao mà biết làm được trời, mà toàn tiếng Anh thôi. Cái này chắc phải nhờ Xu Hào quá à. Các bạn ơi chắc mình phải nhờ Xu Hào qua quá à. Chứ bây giờ một mình chắc không thể nào mà làm được hết mấy cái chi tiết này đâu. Trời ơi nhìn nó nhức đầu lắm luôn á. A few moments later. Ôi còn mấy con cá này nữa, bực ghê á. Mình đặt baby shark bây giờ lại giao con cá hề này. Giờ phải làm sao ta? Sao Xu Hào lâu quá. Ơi Xu Hào ơi, gấp dây cho này mày. Cái gì vậy? Nghe là con mua baby shark trên mạng rồi cuối cùng mới giao cho con cá hề. Cái này là cá bay đúng không? Mà bây giờ làm sao cho nó bay được? Cái này phải có bình khí heli thổi lên mới bay được. Giờ bay sao? Lúc mua có bình khí heli không? Không. Không à? Không vậy thì mình phải đi ra ngoài nhờ mấy cái tiệm mà bán đồ lưu niệm rồi đó. Hỏi xem có bình bơm khí không thì mình mới bơm được. Mấy cái người mà bán bóng dạo được Xu Hào? Được. Nhi biết có một cái chú bán bóng dạo gần công viên mình á. Hay là Nhi với Xu Hào đi ngoài ngoài đó bơm đi. Đi. Mà Xu Hào biết lắp cái này không? Thì mình xem hướng dẫn mình lắp thôi. Trời ơi Nhi con nãy giờ nửa tiếng đồng hồ này không hiểu gì hết trơn, toàn tiếng Anh không ạ. À dễ mà. Nè đầu tiên là mình bơm con cá lên trước nè. Sau đó rồi lắp mấy cái vây của nó nè. Vây bụng xong vây lưng. Rồi lắp đuôi. Trời ơi Nhi thấy gì đâu quá trời chi tiết luôn. Xong rồi điều khiển thôi. Đơn giản mà. Thôi bây giờ mình đi ra bơm đi. Rồi về lắp nha. Vô xong xuống nào lắp giùm Nhi đi, Nhi không biết làm cái này. Đi. Đi. Mà con này to này chắc là đi xe ô tô của tới. Đi xe ô tô xuống nào đi. Cho con này ra phía sau. Ok. Đi. Ê, gấp lại đi, coi chừng nó rách nha. Các bạn ơi, tụi mình đã bơm khí vào cái con cá này rồi. Bây giờ sẽ đến cái phần mà lắp đặt cho các bạn nhé. Thì ở đây á là người ta sẽ cho chúng ta là tổng cộng là 5 cái vây. Đây là cái phần vây đuôi, đó chính là anh Xu Hào đã lắp vào đây rồi. Còn đây là bốn cái phần cái vây của nó nè. Đây là hai vây ở bụng này. Và đây hai vây ở lưng. Bây giờ chúng ta lắp vây ở bụng trước nhá. Đây Linh Nhi, lắp vào đây nè. Người ta có đánh dấu sẵn cho mình ở đây. Ở trên đây á là mình sử dụng băng keo hai mặt nha các bạn nhé. Băng keo hai mặt này là trong cái bộ này cũng là người ta đã cho rồi, mình chỉ cần là dán vào đây thôi. Mình dán sao cho Xu Hào? Đúng rồi, dán theo chiều ngược lại. Vậy hả? Đúng rồi, thẳng nha. Đó. Đó, một cái. Rồi, bên đây một cái nữa. Cái công việc này Nhi làm được đi. Cái này khá là đơn giản luôn. Đúng rồi. Đó. Như vậy là chúng ta đã có hai cái vây ở bụng này nè. Bây giờ mình sẽ lắp phần điều khiển nhé. Đây, chúng ta sẽ... Điều khiển cái vây hả Xu Hào? Điều khiển cho nó chúi lên hoặc chúi xuống đó. Ở đây có 3 miếng dán này. Bây giờ chúng ta xé ra để dán này. Nhưng mà mình lưu ý, hình như là lưu ý là cái phần đầu này là cái phần chỉ lên đầu phải không Xu Hào? Cái phần nặng đúng không? Cái phần nhọn như vậy nè, là lên phía trên. Còn phần đuôi cho phía dưới. Đó, bây giờ mình sẽ xé ra để dán vào nha.
Đây, chúng ta sẽ cho vào giữa nấc 1 và nấc 2 này. Chúng ta dán vào đây. Rồi. Wow. Một cái. Rồi đây một cái. Ở trên này một cái. Đó. Và đây chúng ta sẽ tháo cái phần đuôi này ra nhé. Để có thể là nối vào đuôi để cho nó vẫy đuôi đó. À. Trời, Xuân Hào ở chế này nguy hiểm với Nhi hồi hộp ghê luôn á. Tại vì những chi tiết nó rất là nhỏ, sai một cái không chơi được. Đây, Nhi cầm nghiêng nghiêng thôi để xíu. Những cái này thì mình sẽ luồn vào đây. À, còn vậy luôn hả? Ừ. Trời ơi, Nhi biết đâu. Luồn vào để cho nó cố định đó. À. Rồi, còn đây là phần đuôi, khi nào lắp đuôi vào thì mình sẽ gắn vào. Hay bây giờ mình lắp đuôi luôn đi. Ờ, bây giờ mình lắp đuôi nhá. Các bạn ơi, sau khi mà bạn gắn cái dây xong rồi cái phần điều khiển thì bây giờ mình sẽ gắn cái phần đuôi nhá. Đuôi thì người ta sẽ cho mình 4 cái sợi dây thun như thế này. Đó, và 4 cái móc chúng ta cũng dán như là dán cái phần vai nha các bạn nhé. Rồi chúng ta móc ra như thế này đây. Đó. Luôn qua đây, một sợi nè. Bên đây hai sợi. Cái thao tác này dễ rồi Xuân Hào. Ờ, cái này dễ nè. 3 sợi. Đúng rồi. Và sợi cuối cùng nằm ở dưới nữa. Đây. Đây để Nhi móc kìa. Rồi, 4 sợi. Ơi, chờ quá. Đó, như vậy là chúng ta đã có phần đuôi rồi nha. Trời ơi, Nhi tưởng là cái phần đuôi này là phải dùng keo dán nữa. Ờ, Nhi cầm sợi dây nha, cầm sợi dây đó để Hào lắp cái phần dây điện này vào đây. À, có nữa hả? Chúng ta sẽ đấu dây điện vào đây để điều khiển phần đuôi này. Các em ơi, sau khi mà vất vả thì Linh Nhi với Xuân Hào đã lắp xong con cá hề này. Đã lắp pin vào luôn rồi nha các bạn nhé. Bây giờ thử mở công tắc nè. Đó, bây giờ là thử thả cái này nha. Ồ, ghê chưa? Đổ nặng, xuống đầu xuống nè, giờ nó ngửa đầu lên nè. Thử đuôi nha. Đuôi nè. Sang trái nè. Sang phải nè. Xuân Hào ơi, Linh Nhi muốn ra ngoài chơi nữa à. Mình ra ngoài chơi đi, trong phòng chật có con cá nó đủ lắm luôn á. Thôi mình ra công viên chơi đi. Ừ, chứ trong nhà không chơi được đâu, lại không thấy được cái độ mà đẹp của con cá này. Ra ngoài chơi đi không ạ. Đi. Bây giờ mình sẽ thả đây nha. Xuống Hào cho thử đi, chứ Hào cho trước đi nha. Thả ra nè. Nó bảy đuôi kìa, nhưng mà sao nó bị hạ xuống dưới thấp vậy? Hình như gió thổi hay sao á. Gió thổi hả? Đây. Rồi. Thả ra nha, thử đi. 1, 2, 3. Cho cái phần bụng nó hạ xuống bớt. Đó. Đảo quá. Này chắc hàng gửi về chứ đâu. Ô, bay nè. Nó bay kìa. Xuống Hào ơi, cao Xuống Hào ơi. Để hạ nó xuống nha. Điều khiển đường này kìa. Đảo quá. Thử thiệt kìa. Bay cao quá. Rồi để mình nâng lên nha. Cho nó bay lên nè. Wow. Nào bây giờ Nhi thả thử nha, Xuân Hào điều khiển. Cậu thả đi. 2, 3. Đẹp quá. Nó bay nè. Ít gió nè. Ê, Xuân Hào điều khiển đi, Xuân Hào. Cho nó vẫy đuôi tự động xem. Quá đẹp luôn. Để mình hạ thấp nó xuống xíu nha. Đẹp quá Wow, tuyệt vời. Chị tưởng chơi không được rồi chứ. Ra ngoài này chơi được nè. Đó. Bảy đuôi. Bảy tự động nè. Wow, cao quá. Cao quá. Đẹp chưa. Wow, cao quá. Đẹp ghê á, nhưng mà nó bay cao quá. Các bạn ơi, cái trò
trò chơi mà cá bay điều khiển này được rất là các bạn nhỏ mà thích thú luôn á. Các bạn ở chơi công viên này nè, xong mà thấy con cá bay này sẽ xem quá trời luôn. Đến đây thì video của Linh Nhi với Du Hà cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Linh Nhi một like và đừng quên vào nút đăng ký nha. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Bye.